Quý bà con thân mến, một trong những cái chủ đề mà bữa bà con chúng ta đang quan tâm, có thể nhiều quý bà con chúng ta đã biết về chủ đề này rồi nhưng nhiều quý bà con chúng ta cũng chưa rõ, đó là việc cắt tỉa cành tạo tán cho cây mít ruột đỏ tầm khoảng 12 tới 15 tháng tuổi như thế nào để cây mít ruột đỏ của mình nó có nhiều cành cái lực lưỡng và nó nuôi đúng cái cành cái thôi nha quý bà con, và loại bỏ những cái cành tâm, cành rác, cành đực để làm sao mà chúng ta tập trung dinh dưỡng. Chẳng hạn như nhà mà có tới là 4 đứa con thì là có phải là dinh dưỡng chia đều cho 4 đứa không? Còn giờ là mình sẽ bỏ 2 đứa, mình giữ lại 2 đứa thôi ha, mình giữ lại 2 cái cành cái, mình giữ lại những cái cành nào quan trọng thôi, như vậy thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung hơn và từ đó giúp cho cây mít của mình á cành nó lực lưỡng, cây chi nó phát triển và có nhiều vị trí mang trái. Như vậy thì khi bà con chúng ta bước vào cái giai đoạn mà làm bông nuôi trái á, thì khi mà ra bông á, nó không chỉ là có bông ở trong thân không mà nó còn có bông ở trên những vị trí cành cái trọng yếu, và từ đó là chúng ta có năng suất cao hơn, nó phân tán ra nó dễ hơn. Còn nhiều cây mà Hoàng Anh đi nhiều vườn, Hoàng Anh thấy mít ruột đỏ quý bà con chúng ta cắt tỉa cành tạo tán chưa có tới á, nên thành ra đó là nó sao quý bà con, nó bị cái vấn đề là không có cành cái để mang trái lúc mà vào giai đoạn làm bông. Thì đây là một cây mít ruột đỏ, chủ vườn họ cũng không có quan tâm nhiều lắm. À, cây này hình như được 15 tháng tuổi rồi đúng không anh? Đấy, thì bây giờ là rõ ràng là khi cắt tỉa cành, hồi xưa là cắt tỉa cành như vậy cũng không đúng nữa nè. Đây là cái cuốn trái nè, cuốn trái này nó nhỏ nè. Nói chung là cũng ra tự ra trái nhiều rồi. Nhưng mà đây là cái cành đực. Cành đực này cắt cũng khá là lâu, ít nhất cũng khoảng 3 tháng rồi đúng không quý anh chị? Nhưng mà nó vẫn chưa có khô. Và những cái cành đực khác, khi mà những cành nó khô mà bà con chúng ta không cắt sát cho nó bị hỏm vô nè. Nó bị hỏm như thế này, nếu mà trong mùa mưa vậy á, con kiến nó cần tìm chỗ trốn thì nó sẽ chui vô đây nó trốn quý bà con. Bản chất là con kiến nó không có tác hại gì cả, nhưng bà con biết kiến thì nó cộng sinh với rệp đúng không? Thì nó sẽ làm cái ổ kiến chỗ này, nó ảnh hưởng tới cái cây của mình là nữa, sau này rất dễ là rệp nó phát triển. Nên khi cắt tỉa cành tạo tán, Hoàng Anh có lời khuyên quý bà con chúng ta cắt sát vào như thế này. Đây nè, những cái vết cũ Hoàng Anh cũng cắt lại luôn. Nó thứ nhất là nó mau làm lành vết thương, cái thứ hai nữa là sao bà con, nó không có bị hỏm, nó sẽ kéo cái da non qua nó bọc cái này lại luôn, nó không có bị hỏm thành cái lỗ giống như ở phía trên. Bà con chúng ta lưu ý ha, nhiều quý bà con chúng ta cắt sát sợ chúng ta bị cắt vô cái cành như vậy, vấn đề không có nằm ở chỗ đó đâu quý bà con, đưa cái kéo sát như vậy là nó cắt rất là dễ nha. Rồi đầu tiên Hoàng Anh sẽ vừa lại cách nhận biết cành cái. Đây là cành cái nè, đây cũng là cành cái, đây nó có 3 cành cái. Thì bây giờ mình sẽ bỏ những cái cành đực ở trên cây. Rồi, bây giờ cái cành này là cành đực nè quý bà con. Chúng ta cắt áp cái má xe kéo vô, cắt sát vô luôn. Đó, khi mà cắt như vậy thì nữa sau này á, khi bà con sau khi cắt tỉa cành xong bà con phun cái nấm khuẩn. Nếu mà xài giải pháp bên Willow Farm thì sẽ có chai siêu giáp bà con phun vào. Nó sẽ là bảo vệ cái vết này nó không bị khuẩn nấm tấn công khi mà nó là đang là vết thương hở. Cái thứ hai nữa là gì, cái thứ hai nó sẽ trong đó nó có phytohormone, nó sẽ kích thích là kéo cái da non, hình thành da non, hình thành tế bào mới để nó kéo làm liền cái da nhanh hơn nha bà con lưu ý. Rồi bỏ những cái cành đực ha bà con ha, đây những cành này nè. À, bà con chúng ta cũng bỏ sớm đi cho nó thoáng cái cây của mình ra nữa, sau này mình xịt làm bông làm trái nó dễ. Sau khi mà mình thấy thoáng cái cây rồi, còn lại cành cái thôi á, thì bà con chúng ta sẽ bắt đầu cắt bỏ cành tâm. Đây những cái cành tâm nè, cắt là cắt sát vô dùm Hoàng Anh nè. Đó bà con thấy không, rất là dễ, lựa cái kéo bén bén chút xíu. Rồi Hoàng Anh sẽ cắt. Rồi cành này, cành này là bà con thấy cành áp lên, khi mà nó áp cái cành này lên thì ở phía trên này nó không hề có một cái cành cái nào nó có thể đưa ra được hết, tại vì nó cất lên cao quá, thì bà con chúng ta nên cắt bỏ nó luôn nhé, và cắt bỏ sớm đi. Còn khi mà cái cây nó, khi mà nó lớn như vậy rồi đó bà con, cắt bà con thấy đau lòng. Và rõ ràng khi mà không gian nó không phát triển thì những cái cành áp nào mà nó yếu hơn đó bà con, nó sẽ tự rụng lá luôn, nên bà con chúng ta nên cắt tỉa sớm đi bà con. Đây quá trời những cái cành chi nó tự rụng lá, làm cho cái cây của mình nhìn vô không có đẹp gì hết trơn ha bà con ha, và ngoài không có đẹp ra thì nó làm sao bà con, nó không hiệu quả về mặt dinh dưỡng. Dinh dưỡng vô đây cái nó nuôi được có, nó nuôi những cái lá vô dụng luôn, và sau đó nữa sao quý bà con, sau đó nữa là sao, nó tự lá nó không có làm được gì tác dụng gì cho cây hết, mà nó đã chưa có làm được gì hết thì nó đã rụng mất tiêu. Đây một ví dụ nữa là về cành áp lên phía trên, tự nhiên đang cái đường này đi, có thằng này đi ngang, thay vì nó phải đi xéo xuống thì này có đi ngang, thì bà con chúng ta cũng cắt bỏ sớm đi cho nó thoáng cái cây của mình ra quý bà con nhé. Rồi đây nữa nè, nó chia ra nè. Rồi bà con bỏ những cái đó giùm Hoàng Anh cho nó thoáng ra. Rồi cái nhánh này thì sao, cái nhánh này để ha bỏ. Cái nhánh này theo nguyên tắc là chúng ta phải bỏ nè. Nó hạ xuống phía dưới quá đó quý bà con. Bà con khi bà con cắt thì bà con lựa cái lúc mà cái lá của mình nó sẽ chuyển từ già sang lụa cái. Thì vậy thì chúng ta cắt nó sẽ ít bị chảy mũ hơn, ít bị mất máu cây hơn và ít bị mất lá già hơn. Ít bị mất lá già thì nó làm sao bà con, thì nó không có, nó không bị giảm sức quang học nha bà con nha. Đây,
Cây này thì Hằng Anh sẽ cắt thiệt là kỹ, bà con chúng ta có thể chia làm hai lần cắt nha, đừng có làm một lần cắt. Còn video thì Hằng Anh sẽ làm một lần cắt thôi, để làm gì, để cho cái bà con thấy một cái cây hoàn chỉnh là nó như thế nào nha quý bà con. Sau khi cắt tỉa cành xong thì bà con nhớ là phun Hằng Siêu áo giáp vô. Rồi lý do tại sao ở phía này mà có một cái cành cất lên mà Hằng Anh không cắt, tại vì cái này nó ngoài đầu tàn rồi nên chúng ta không quan tâm coi nha, lưu ý nha. Rồi thoáng cho bà con thấy, thoáng đãng chưa, thông thoáng cái cây mình liền. Khi mà thông thoáng cái cây rồi, quý bà con thấy bên này nè, cái cành này cành áp nó cất lên nữa nè, không là tự nhiên cái nó bị cạnh tranh về mặt không gian sống, mà thấy là nó còn nhiều bà con, còn cái que không nè, đó. Nên bà con chúng ta nên cắt tỉa những cái cành cất cành áp này sớm đi, như vậy thì chúng ta mới giúp cho cây cây của mình nó tròn tàn được. Không biết caramel quay kịp không. Rồi bên này cũng vậy, cắt cái cây này xong bà con sẽ thấy nè, tình yêu về liền. Cành này cành xà nè bà con nè, cành xà cắt bỏ cho nó thoáng cái cây ra. Cắt thì khi Hằng Anh vừa cắt vừa nói á thì nó lâu, nhưng bà con chúng ta tập trung cắt nó nhanh như lắm rồi. Cái này cành cất lên nè bà con thấy không, đó mình cắt cái chỗ này luôn, cắt ngay cái ngã ba đó luôn, một cái một là nó khỏe cái cây liền đó, bà con thấy nó khoáng chưa. Đó trong ngoài này cũng vậy nè, những cái cành tăm quá trời cành tăm. Cái cánh nhánh này là đáng lẽ hồi xưa phải bỏ sớm nè, bà con biết sao, nó nằm ở trong này nó quan hợp không có nhiều, nó bị khuất nắng rồi mà sao nó cạnh tranh dinh dưỡng với những cái lá ở dưới nữa, nên bà con chúng ta cắt bỏ sớm để cho nó thoáng cái cây của mình ra đấy. Bà con cắt xuống một nhát một là thấy cái cây mình nó thoáng đãng liền, nó rất là ok liền. Bên này cũng vậy nè, cành tăm này. Đây bà con để ý cái cành này giúp dùng Hằng Anh, cành này là cành áp mà bà con để quá to, đáng lẽ chúng ta chỉ giữ lại cái nhánh dưới, nhánh Hằng Anh đang để tay thôi nè, còn cái này nó cất lên nè quý bà con coi. Hằng Anh cắt cái nhát này bà con thấy không gian thoáng đãng liền. Cây mít này là Hằng Anh xin phép thưa lại với quý bà con chúng ta vào xem sao mà chưa coi khúc đầu, tức là quý bà con hình dung dùng Hằng Anh ha. Cây mít này Hằng Anh cắt là mẫu nên Hằng Anh cắt rất là rát tay, còn bà con chúng ta có thể chia làm hai lần cắt, và nên cắt vào những thời điểm nào bà con nắng ráo nha quý bà con nha. Và bà con để ý khi mà cắt tỉa cành á, phải cắt sát vào ở trong cành để làm gì, vết thương nó mau lành và nó không có tạo cái điểm hở, điểm khuyết ở trên cái nhánh, nó tạo điều kiện cho nấm khuẩn tấn công. Khi bà con cắt là cắt bỏ nhánh tăm, nhánh xà, nhánh vô dụng, và đặc biệt đối với cây mít nó hay có cái nhánh áp, nhánh áp thân á. Bà con thấy cái nhánh này nè, đáng lẽ mình cũng phải bỏ luôn, nhánh này quyết định là bỏ luôn nha quý bà con. Đáng lẽ nhánh này là nhánh cái nhưng mà bây giờ là nó nuôi không có nổi nên thành ra nó nhỏ xíu, mà Hằng Anh quyết định Hằng Anh sẽ bỏ cái nhánh này luôn để làm gì, bà con tập trung nuôi những nhánh còn lại, vì giữa sau này cái nhánh này nó cũng sẽ khá là xà dưới đất. Năm vừa rồi chân trái nên nhánh nó tèo luôn, nó không lớn đó. Đó, cắt ra là thấy thông thoáng. Nhánh này cũng vậy nữa nè, anh Nghi quay cho nhánh này bà con thấy không, nhánh này nhánh nó trong thân, cành cái cấp cành cấp 2 bà con cắt bỏ luôn để cho cây mình nó thoáng đãng ra đó, nó thoáng vô cùng thoáng luôn, rất là thoáng, ít lá nhưng mà nó hiệu quả bà con. Còn bà con để nhiều lá mà không hiệu quả cũng như không. Đấy xong rồi sau đó chúng ta đi dinh dưỡng bù lại cho nó, để nó để sao để cho nó ấy là nó bật lên nè. Mấy cái cành này nè, mấy cái cành này phải cắt sớm bà con, để làm chi mấy cành này nó cứ rậm rạp, rồi mùa mưa này nấm khuẩn nó tấn công nhiều. Vườn này là anh có cắt đọt rồi ha, khi cắt đọt rồi chúng ta phải giữ lại một cái nhánh nào để cho nó làm nhánh chính. Còn cái này là khi cắt đọt này mà con thấy nè, một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, nhánh nào cũng chín hết trơn, không có nhánh nào là chín thật sự hết trơn, nhánh nào cũng chia dinh dưỡng ra đều hết trơn, nhánh nào cũng bự hết trơn, và cuối cùng không có một cái nhánh cái tiếp theo luôn. Bây giờ là Hằng Anh sẽ cắt và không nói nữa để tập trung cắt cho nó nhanh, để bà con thấy cắt tỉa cành nó nhanh nha. Đấy này, phải chủ vườn có cái thang thì đỡ quá. Đấy cái nhánh này phải nói nè, nhánh này nó chặn hẳn chắn giữa nè, mà con thấy không, cắt luôn ơi. Cứ em nào mà ngã ba ngã tư đường là hốt ẻm liền, không biết nhánh này đó đốt với bà con. Hằng Anh đứng lên nó gãy không,
Vỗ tay được. Vỗ tay ha, qua bên kia vỗ tay đi. Cắt nó thông thoáng cái cây, nhớ xịt cái thằng siêu áo giáp vô liền nha. Nhiều quý bà con than phiền rằng Hoàng Anh cắt sát tay quá. Không, khi Hoàng Anh làm video là Hoàng Anh đang làm mẫu nha quý bà con. Thì quý bà con hình dung được là một cái cây á, mà nó tỉa cành tạo tán tốt là nó như thế nào. Còn khi bà con cắt là bà con đợi nắng ráo là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bà con chúng ta cắt là phải chia làm nhiều lần cắt. Tại vườn của quý bà con chúng ta thăm nom thường xuyên. Còn Hoàng Anh thì theo định lịch thì Hoàng Anh mới tới, nên Hoàng Anh phải cắt làm mẫu. Quý bà con thông cảm nha. Đối với cây thì bà con không nên để dây leo quá nhiều. Rồi, nói như thế. Rồi bây giờ bắt đầu dối tay nè. Rồi, bà con thấy cắt tỉa cành, cắt đọt Hoàng Anh cứ nói hoài là phải cho một cái thằng nào đó làm thân chính. Bây giờ phải cắt thằng này nè. Bà con thấy nó chỉa vô trong không? Này nó không tới. Rồi vết cắt nó cũng không ngọt. Tính này, cao quá, phụ anh tính này. Tính tính. Tính tính. Đâu đứng được té chết. Tôi có cái ghế đằng kia không ấy. Sao tôi mệt ông quá, ông lên ông cắt giùm tôi một cái cho nó xong luôn. Rồi xong rồi ông làm chi. Thiệt chứ tôi khổ quá, có mấy ông anh. Có mấy ông anh tôi cũng mệt mỏi lắm quý vị. Quá gườm gà, pha xử lý quá gườm gà, cắt dụng cái là xong rồi. Đó, còn hơi ok chưa? Cắt bên này cho nó thông thoáng luôn. Bình thường thì bà con lấy vòng quanh cây thang ha. Ok. Đấy. Đây bà con thấy cắt một cây mít là nó cả một cái, mà cả một cái nghệ thuật đổ mồ hôi với quý bà con, nên làm nông là chúng ta vui vẻ nha. Cành này đáng lẽ hồi xưa là phải cắt sớm nè, bây giờ nó bự quá thì tạm thời để nó luôn nè. Nó bà con để ý là những cái nhánh nào này phải đeo lên, họ phải leo lên nữa chủ vườn ơi, chứ ở phía trên nó còn chưa thoáng. Mùa mưa này bà con để lá nhiều nó dễ bị nấm khuẩn chứ làm gì. Rồi review lại một lần nữa đi anh ơi, coi ổn chưa, còn thiếu cái ngành, còn ngành nào sót không. Cảm ơn anh. Rồi cây mít này nếu mà tháng 7 này bà con làm bông, nó sẽ có những vị trí này có thể ra lấy trái được nè. 1 nè, 2 nè, nhánh này nhỏ quá nhưng mà cũng có thể để lại được. 4, 3 nè, vị trí này là vị trí khá đẹp nè. 4 nè, hoặc là vị trí trong thân phía bên này. Khi mà bà con cắt tỉa cành xong thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung nuôi những cái nhánh cái này. Nhớ bà con nhé, nhánh cái nè, nhánh cái nhỏ này nè, mùa này khi mà mình ăn trái xong, mình sẽ cắt bỏ cái nhánh trái nhỏ này, nhánh cái nhỏ này luôn. Nha bà con nha. Lý do làm sao gì? Thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai là nó xà. Nên là bà con chúng ta có thể mùa này có thể để trái chỗ này. Ok ha. Rồi cái vị trí nhánh này tại sao là, tại sao mà mình không bỏ hồi nhỏ? Bỏ hồi nhỏ là cái nhánh này nó đâu có chẹt cái phần hướng bên này bà con. Bà con những cái nhánh mà nó cứ xỉa lên vậy là bà con thấy nó còn nhỏ là bà con cắt bỏ dùm Hoàng Anh trước đi. Để nữa sau này mình đau lòng lắm đó. Mặc dù là cây mít của quý bà con nhưng mà Hoàng Anh cắt Hoàng Anh cũng đau lòng vậy. Còn huống chi đó là cây mít của mình, đúng không? Cắt xong rồi bao nhiêu cái lá rụng mùa thu ở đây. Là cứ đếm dùm Hoàng Anh 2.000 một lá đi quý bà con nhá. Là bà con chúng ta sẽ thấy chúng ta sót bụng cỡ nào. Nên cái việc gì làm sớm được thì làm sớm, chứ đừng có để mà tới cái lúc mà như thế này rồi mình làm nó tội nghiệp cây mít dữ lắm bà con, mà cũng tội nghiệp cho cái số tiền của mình nữa. Rồi sau khi mà cắt tỉa cành tạo tán xong thì bà con chúng ta có thể sử dụng cái hỗn hợp là siêu áo giáp nha. Đây là gia vịnh hôm bữa làm bông nên còn lại siêu áo giáp lết, nhưng trong giai đoạn này bà con chúng ta có thể sử dụng siêu áo giáp hay siêu áo giáp lết đều được. Nếu mà trời cứ ui ui như vậy hoài, bà con chúng ta có thể kết hợp với một chai siêu kemono. Một chai siêu áo giáp hoặc một chai siêu áo giáp plus cộng với một chai siêu kemono và bà con cộng 400 lít nước. Chúng ta phun vào đâu thưa quý bà con? Chúng ta phun vào toàn bộ ở trong thân nhá. Rồi phun kỹ vào những cái vết thương nha. Rồi phun thủ toàn bộ ở trong thân. Thì khi mà có siêu kemono thì hỗn hợp siêu áo giáp plus, bà con phun tới đâu thì nó thấm tới đó. Rồi sau đó nó sẽ, thứ nhất là làm lành vết thương, thứ hai là cô lập nấm khuẩn, thứ ba là kích thích cho cái mao mạch chỗ đó nó sẵn sao bà con vận chuyển chất dinh dưỡng tốt hơn, vì trong này nó có phytohormone, rồi nó có thêm cả trung vi lượng nữa, nên nó sẽ rất là tốt cho cây của mình. Và diệt trừ nấm khuẩn cũng rất là hiệu quả, tại vì đây sẽ là những cái vết thương hở, những cái con nấm con khuẩn nó sẽ rất thích. Bà con chúng ta có thể pha siêu giáp với, hoặc là siêu giáp plus với
lại những cái dạng diệt sâu rầy. Nếu mà dòng của Willow Farm thì nó sẽ có mạnh tướng diệt sâu đó, thì bà con chúng ta có thể pha chung để chúng ta ngăn ngừa con sâu đục thân đồ này kia, thì nó thấy những cái vết hở này nó khoái quá nó chui vô. Rồi quay trở lại đây nó nữa nè quý bà con, ngay chỗ những cái vết nè quý bà con cắt cũ nè, những cái vết này nè, những cái vết nó còn hổm hổm vậy nè, đây quay qua đây nghe, những cái vết nó còn hổm hổm vậy nè, bà con thấy rõ không ạ? Thì nó sẽ dẫn tới cái việc là gì bà con sâu đục thân nó sẽ rất dễ vô trong này. Nên khi quý bà con chúng ta cắt tỉa cành, cố gắng cắt sát giúp vô Hoàng Anh. Đây coi lại cái vết cắt giúp vô của Hoàng Anh nè. Đó. Cắt sát vô vậy, ngay cả cái việc cắt cành bơ trước khi bà con làm bông vậy, cắt sát vô như vậy thì những cái chỗ vết thương này nè, nó sẽ lành, nó khô lại, và khi nó khô á thì những cái mầm bông nó rất là dễ nó ra chỗ này nha quý bà con. Nên quý bà con cắt cành bơ mà khi làm bông cũng vậy nha. Lưu ý giùm Hoàng Anh cái chuyện này nha. Rồi, lưu ý giùm Hoàng Anh là mùa mưa thì nấm khuẩn tấn công rất nhiều, ngay cả cây tắc cũng bị cái thằng ghẻ lá, ghẻ kim đồ này kia vân vân. Thì bà con chúng ta có thể sử dụng siêu ô giáp để mà xử lý cái vụ mà ghẻ lá, ghẻ trái đồ luôn, đối với những cái cây khác, những cái dạng nấm khuẩn khác luôn. Siêu ô giáp plus là, và siêu ô giáp là những cái dạng trị nấm khuẩn dựa trên cơ chế hữu cơ có tính là mát, nên khi bà con chúng ta thấy cái đọt sầu riêng hoặc đọt mít mà nó đang còn nhỏ, bà con vẫn có thể phun bình thường, nó không có tính nóng nha quý bà con. Thậm chí khi bà con chúng ta pha siêu giáp và siêu giáp plus với lại những cái loại diệt sâu rầy thì chắc chắn có những loại nó rất nóng đó, thì nó sẽ trung hòa cái tính nóng của thuốc bảo vệ thực vật lại. Và nhớ mùa mưa thì nhớ dùm Hoàng Anh là siêu kemono giúp cho Hoàng Anh là ok, là phun tới đâu là dính tới đó nha quý bà con nha. Còn việc cắt tỉa cành tạo tán Hoàng Anh cũng xin phép được chia sẻ lại để nhiều quý bà con chúng ta thấy cái này Hoàng Anh cắt dữ quá bà con la làng. Cái này là Hoàng Anh lâu lâu Hoàng Anh tới Hoàng Anh cắt để sao, để cho chủ vườn thấy là một cái cây mít cắt hiệu quả là nó phải như thế này. Còn khi mà chủ vườn thực hiện thì quý bà con chúng ta vui lòng chia làm 2-3 lần cắt, và cắt vào những thời điểm mà nắng ráo giúp dùng Hoàng Anh để sao ạ? Để mà hạn chế cái sự tấn công của nấm khuẩn và hạn chế cái sự mất sức. Mất sức là sao? Chúng ta bị cây mít nó bị mất đi lá già, là mất đi cái cơ quan quang hợp, mất đi cái cơ quan dự trữ dinh dưỡng nè quý bà con. Nên nó sẽ bị mất sức. Nên này là bà con chúng ta chia làm 2 lần cắt dùng Hoàng Anh. Và khi mà chúng ta cắt tỉa cành tạo tán, một cái nguyên lý là gì? Nắng phải chiếu lung linh trên hoa vàng vào trong cái thân của cái cây. Cái gì cũng vậy, khi mà nó nắng được chiếu vào trong thân thì nó sao bà con? Nó sẽ hạn chế sâu rầy và hạn chế nấm khuẩn cho cái cây, đặc biệt là đối với cái bệnh nứt thân xì mũ. Nó sẽ hạn chế một cách tối đa luôn. Mình cắt tỉa cành sao tàn thông và nắng chiếu được vào trong thân là ok la nha quý bà con nha. Còn nếu quý bà con chúng ta có cái cách cắt tỉa cành tạo tán nào hay hơn, bà con chúng ta có thể comment bên dưới. Anh xin phép được học hỏi từ quý bà con. Hoặc bà con có những cái vấn đề gì mà cần Willow Farm hỗ trợ đồng hành thì có thể comment, và Hằng Anh sẽ nhanh chóng thực hiện những cái video hay hơn nữa và hiệu quả để trả lời cái câu hỏi của quý bà con chúng ta nha. Cảm ơn quý bà con, và Willow Farm rất là hân hạnh được đồng hành với khu vườn của quý bà con chúng ta bằng những cái kỹ thuật chăm sóc hiệu quả với cái phương pháp là hữu cơ nha quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.